Ok nha, xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube của em các bác ơi. Mấy ngày hôm nay không ra được video cho các bác rồi, thật sự rất là bận luôn vì ngày nào cũng như thế này này. Sáng một đơn, chiều một đơn. Thế này các bác này, gửi đi cho tỉnh với cả gửi ở cho chở cho khách hàng với cả cho đại lý này. Đây là Inlac này các bác này. Inlac này. Đấy. Inlac đây này các bác này. Đây bác nào mà cần hàng Inlac nhá, các bác cứ ới em nhá. Đây còn đây đây em đang đập hộp ra là ít hàng mà em gửi cho đại lý này. Ui. Bận lắm các bác ạ, trong cái thời gian này không thể làm video được vì là các bác khách hàng ấy. Khách hàng các bác cứ gọi là rất là yêu quý. Nên là các bác ủng hộ rất là nhiều luôn nên là cũng bận. Bận kinh khủng, bận chóng mặt. Các bác cũng biết là mùa hoàn thiện này ấy, là rất là nhiều nhà hoàn thiện các bác đến chọn rồi là các bác đi đến mua đồ đặt hàng rất là nhiều luôn nên là rất là mất nhiều thời gian. Đây đây là cái bát khăn dàn này các bác này, đây nha các bác nhá, đây là bát khăn dàn đa năng này. Đấy. Ok cho các bác hàng inox 304 sáng bóng này các bác này. Đây là nhập rồi, đây giao cho công trình này. Đây là Inlac này các bác này, bệt này. Kia là bếp kìa. Đấy, còn đây này. Còn đây là chậu rửa bát. Ôi trời, bóc ra để kiểm tra hàng đã. Xem đã đầy đủ phụ kiện chưa, mới gửi được cho khách hàng. Đấy. Lên là mấy ngày hôm nay em không ra được video ấy các bác. Em không ra được video ấy, bận cực kỳ luôn ấy các bác ạ. Đúng là hôm nào cũng phải trong tình trạng là đóng hàng nên là bác làm mà đây là chậu rửa bát này các bác này. Đấy. Chậu rửa bát này. Bác nào mà cần em hiệu quay cái video gì và làm về cái sản phẩm nào thì các bác cứ gọi là nhắn tin cho em hiệu theo cái số điện thoại ở phần mô tả bên dưới. Chứ còn thật sự là mấy hôm nay ý, thì khả năng là cái video này em cũng sẽ cố gắng là cũng sẽ lên sóng nhưng mà em cũng giãn cách ra một chút đấy các bác ạ. Đó, bác nào mà có nhu cầu về thiết bị vệ sinh này, thiết bị nhà bếp này và đồ gia dụng của Trung Quốc, các bác hãy liên hệ với em Hiệu. Số điện thoại của em Hiệu để phần mô tả bên dưới các bác nhá. Đấy, bệt, chậu, sen, vòi, gương lược, phụ kiện đầy đủ hết. Em Hiệu ship hàng toàn quốc các bác nhá. Chất lượng là đặt lên hàng đầu luôn, cam kết về cái uy tín luôn. Đầu tiên phải là chất lượng. Chất lượng nếu mà không tốt thì là sẽ bị mất uy tín ngay lập tức. Đấy, cái thứ hai nữa là giá thành và cái thứ ba nữa là mẫu mã và dịch vụ các bác nhá. Các bác hãy cứ đến với em Hiệu và yên tâm. Các bác xem những cái video mà trước ấy mà em Hiệu đã giao hàng ở các tỉnh khác rồi đấy. Đấy các bác xem thì các bác để cho các bác có thể là tin tưởng em Hiệu nhiều hơn nhé các bác nha. Bây giờ khả năng là xin chào và hẹn gặp lại các bác đây. Bác nào mà có cái nhu cầu về cái sản phẩm gì thì hãy cứ để lại cái bình luận ở bên dưới, em Hiệu sẽ quay chi tiết cho các bác nha. Hoặc là liên hệ với số điện thoại của em Hiệu để phần mô tả nhá thì em Hiệu sẽ tư vấn cho các bác nha. Ok.